Lời cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tin quyết có cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong ngài, cậy trông nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần cha, có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chữa chan, ngài đã sức mới cho con. Vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin, duy Giê-xu là chính năng lực của con. Lời cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tin quyết có cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong ngài, cạnh trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần cha, vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chữa chan, ngài đã sức mới cho con. Vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin, duy Giê-xu là chính năng lực của con. Vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chữa chan, ngài đã sức mới cho con. Vì có Giê-xu lòng con khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin, duy Giê-xu là chính năng lực của con. Có Giê-xu lòng con hai an, có Giê-xu lòng vui chữa chan, ngài đã sức mới cho con. Vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin, duy Giê-xu là chính năng lực của con. Duy Giê-xu là chính năng lực của con. Duy Giê-xu, ngài là chính năng lực của con. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, chính ngài là năng lực của chúng con.